Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio làm một clip để giới thiệu về một combo full Avai 30. Cái cấu hình này thì các bác chơi cái cấu hình thì nó rất là khủng. Và em nên cái cấu hình này cho bác khách thì thích cái cấu hình từ thường cơ. Bác khách này cũng là bác khách quen của bên cửa hàng Tùng Nguyên Audio, đã lấy hàng của Tùng Nguyên rồi và biết được chất lượng hàng, hôm nay ủng hộ hai combo 30 Avai. Nắp array các bác nhé, nắp array từ thường. Cấu hình ngày hôm nay em phối ghép cái bộ combo thì nó sẽ như thế này. Sử dụng array đơn là 30 từ thường LG336 12VKF 336. Đó là dòng bát 30 LG từ 976 được sản xuất là cái cấu hình là côn dây nhôm dẹp, tiếng của nó cực kỳ sáng tiếng. Và hai cặp tép thường JBL750. Và phân tần của nó là phân tần BL-3. Thì các bác cùng theo dõi những cái sản phẩm của em. Màng của nó là màng xếp ly lượn sóng, các bác nhìn này. Gân vải tẩm dầu là 3 gân và lón đen. Con này thì tiếng lời, nếu mà các bác áp full 30 thì tiếng lời của nó cực kỳ tốt. Con này nó sẽ thiên về lời ca các bác nhé. Đây là hàng xịn của LG. Dòng phiên bản mà xương trẻ đôi, đây là hàng cao cấp nên các bác dùng cái sản phẩm mà hàng cao cấp này nắp lên loa thì nó tiếng của nó rất là nét. Đây các bác nhìn qua cái lỗ khe này, côn của nó này, côn của nó là côn phíp và được cuốn dây nhôm dẹt, kẹp lỗ và kẹp tê rất là dày, bích thép màu trắng, từ 190 côn 76, hàng chính hãng của công ty NG, chạm nhím màu vàng, bên dương là đỏ, bên đen này em. Đối với những cái dòng NG như này thì nhà em bán rất là nhiều năm rồi. Bán rất là nhiều năm rồi các bác nhé. Và chất lượng của nó thì nó rất là tốt. Đến cái thời điểm này là bán rất là nhiều năm rồi. Tép 750 JBL từ 170 côn 75. Lặng 5 cân củ bích dày. Em cũng bảo tư bác ấy là tư vấn bác ấy nắp tép neo, vì nắp bát thường và nắp tép thường thì nó hơi lặng. Vì một đôi array thì nó sẽ một củ tép neo và củ tép thường này sẽ chênh nhau tầm 2,5 cân. Và con tép này nó con tép chất thì nó rất là nặng các bác nhá. Từ 170 côn 75 của JBL. Và mỗi bộ loa thì sẽ có một cái mạch phân tần như thế này. Đấy. Đây là những dòng mạch phân tần mà nên lắp lên full 30 và full 40 cực kỳ là chất lượng. Nhưng các bác sử dụng cho em tép côn 75 là rất là phù hợp với các cái chất tiếng của dòng phân tần. Phân tần có mã là PL Audio, có mã là BL-3, chạy 200 trở nhôm tím. Tụ của nó màu trắng sữa, chạy trở nhôm các bác nhé. Các bác lưu ý cho em là chạy trở nhôm. Và có 3 cuộn cảm bằng đồng. Đường bát ở đây các bác hàn cho em là đường âm và đường dương này. Đường chét này, đường dương và đường âm này. Đấy. Bảng mạch phân tần full đơn. Với cái cấu hình mà cái combo mà 30NG như này là sẽ có giá là 5,1 triệu một bộ combo. Là Tùng Nguyễn sẽ bao ship 5,1 triệu bộ combo này sẽ được bao ship. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có thể mua này phân tần, tép kèn, bát rời. Và có thể là yêu cầu Tùng Nguyễn dựng thành một đôi array hoàn chỉnh. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Và các bác có nhu cầu quan tâm thì hãy ủng hộ Tùng Nguyễn Audio bằng những sản phẩm rời hoặc là sản phẩm thành phẩm. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.